chơi nhẹ vòng quanh thế giới, xong rồi cuối tháng hôm nào mà lên được 500.000 sub thì anh em mình sẽ chiến nốt thêm một sự kiện nữa là hợp lý này. Thư ký á, thư ký bảo là anh em không thấy anh em nhiệt tình lắm cho nên là chưa muốn lên lắm. But I look after you. We're not in love. Thư ký đã bảo là lâu không lên anh em quên hết mặt rồi. No sir. Anh đảo nhé. Mày cứ ra đây ngồi cho anh. Chỉ ra đây ngồi thôi, ngồi nhắn tin Facebook hay làm gì mà làm. Mày chỉ ngồi đây thôi. Thì tao hẹn từ hôm qua mà, đấy mày chỉ ngồi đây thôi. Đấy. Cứ ngồi đây, mày chỉ ngồi đây mày không nói gì cả, đấy. Đấy ngồi đây. Đây, để anh chỉ chỗ cho. Đây là mình đã cắm rồi. Đấy, mày cứ ngồi đây mày nhắn tin như này thôi. Sao á? Đấy, cứ ngồi đây thôi. Cứ tưởng anh tiền. Vãi thư ký anh tiền á. Đấy. Cứ ngồi đây thôi. Mô hình cơ mà. Đấy. Ngồi làm mô hình thôi. Đi ra đi. Đi ra kia. Ok, cái chat làm sao nhỉ? Mọi người đập mở thẻ nào. Này nick tôi chơi mà. Ơ, tôi chỉ bảo là để nó làm mô hình mà, chứ tôi có bảo là làm gì đâu. Nó vẫn đọc comment đấy. Trời ơi, NTG cộng 5. Chơi nào. Cái gì câu view? Từ năm ngoái tôi đã câu view. À không không, từ năm ngoái tôi đã cho nó lên rồi anh em buồn cười nhỉ. Ui giời, sao lại anh Nam này sắp mình mở đen đấy nhỉ? Gần 500k sub, bây giờ cho vào phát lên 500k sub không? 1.000 like đi, 1.000 like tôi cho vào ngồi. Trời ơi. Thật. Thôi nick tôi cho nó mở bây giờ thoải mái mà. Đây, hứa anh dự luôn này. Hứa anh dự luôn này. Đây đây anh em đuổi ông già. Cái gì? Lên 1.000 like. Lên đủ like rồi. Rồi, đấy. Thì lâu lắm rồi không cho nó lên sóng, đập thẻ mở thẻ chung. Hôm nay kiểu nó cũng rảnh chó, đầu tuần nó không có việc gì làm nên tôi gọi sang. Cả vừa đi học mà không có việc gì làm. Đáng nhẽ là hôm qua cho sang nhưng mà hôm qua đá bóng. Ôi, nhảy ghê đấy. Hello mọi người. Rồi ok, mở đây. Mở xem lại lúc còn phun lửa cơ. À, hình như con ngon thì nó sẽ phun lửa đúng không? Ừ. Em biết cái này. Gì biết nhỉ? Tí nó sẽ không có lửa đúng không? Kênh quản anh em FA. Sao không? Biết anh này không? Không. Không biết á. Không biết. Còn mày? Lâu ở đây. Mở lâu rồi. Có phun lửa không? Không. Chả phun lửa. Úi dồi. Tệ á. Tệ. Tệ. Tệ luôn ý. Chả hiểu. Đây nè. Mày phải mở phun lửa tao chứ mày cần khói vậy? Sắp phun lửa rồi. Bây giờ phải có khói mới có lửa. Sao ở 500.000 sắp rồi đấy? Mày phải mặc bảo mọi người kêu gọi cho tao đi. Sao ở 500.000 rồi? 500.000 là được đi ăn đi chơi đấy. Gì thế? Nghe hấp dẫn vậy ta. Ăn cứt. Nào. Mở ra lửa xem nào. Trời ơi. Ronaldo. Có ạ, à, đây đây. Anh bảy à. Đấy. Không được đâu. Nhưng mà sẽ có lửa thôi. Chưa chắc đã giòn đâu. Nhưng mà sẽ có lửa thôi. Phạm Tuấn hôm nay cho ông già ra ngoài ngồi chơi đi. Tôi ra ngoài rồi đây. Cảm ơn Hoàng Anh nhá. Chúc em Linh mở thẻ may mắn kìa. Ý à. Lại Vedati. Vedati. Trời ơi. Chưa mạch tí. Vedati. Áo đen đẹp trai thế. Áo đen có thể đi đâu chơi được mọi người nhá. Dante à? Xin đấy. Sao mày mở thối vậy? Tiền của tao. Anh đừng mở đi, anh mở một gói. Anh mở một gói xem có hơn không? Bây giờ đập con gì nhờ anh em nhỉ? Hôm nay đập gì, hôm nay đập thẻ. Thích cái gì? Hôm nay mà đang đập thẻ. Cầu thủ yêu thích của mày là gì? Nhiều quá, bây giờ mày phải biết được mày thích nhất con gì chứ. Kai Havertz à? Havertz đẹp trai đấy. Nhưng mà anh đá hay mà. Anh Havertz đá cả hay à? Trời, đấy nhá. Tao chỉ đầu tư đúng cho mày một con thôi. Để cho mày có cơ hội thôi. Đã đúng một lần nữa. Ừ. Thật ra đây là cách duy nhất mà anh đạt được 500.000. Kìa là làm gì đến mức tôi tệ như thế. Đây, 495531. Tao tin bây giờ mày kêu gọi thắt lên 496 đấy. Mọi người ơi.
nếu như mà lên 500.000 sub đi, tôi sẽ làm gì theo yêu cầu chẳng hạn. Dễ mà. Nghe ngày xưa mày thi ban được mấy điểm đấy? Mấy điểm? Mấy? 8 điểm. Cái gì? Đáng để thi thử. Sao đập xịt nhớ nhở? Sao? Trước tại anh để 4 vạch đấy, anh để 3 vạch rưỡi thôi. Thế á? Thử đi. Cái linh pháp sư à? 3 vạch rưỡi à? Mày học đâu mấy trò đấy? Không lên thì sao? Lên thì ăn đấm. Kiếm. Nào, chơi đi. Đâu? Không, bấm nhầm. Bấm nhầm gì? Đã định bấm đâu. Tin tưởng giao cho nó cái gói chính không anh em? Trời ơi, nick của tôi mở ra 1.000 tỷ xem nào. 1.000 tỷ. Nghe chối. Erling Hà Lan nè. Mở đi. Nào. Kiểu gì nhận được 100 tỷ? Mày bị tự tin đấy chứ. Ok, 100 tỷ dễ mà. Tao mở nó suốt. Bỉ à? Càng... Ui Kevin! Kevin bao nhiêu? Sao? Sao? Ui! Được. Biết anh này không? Thấy mấy cái video của anh ấy cắt ở trên. Anh này chiều vợ lắm. Kevin the Bride. Bất ngờ chưa ông già. Chạy hiểu sao. Ừ được ý nhỉ. Không, gói sau quan trọng. Gói sau mới xứng đáng ăn đấm. Tóc màu lông chéo. Tao. Úi Neymar. Ơ được. Thật kìa. Được. Giòn. Được. Em à? Mày thử nhảy điều này thế nào? Anh nhảy, anh điên ạ. Linh Mino hay... Thôi. Không nha. Linh Ronaldo các kiểu ấy. Đấy, nó mới chuẩn. Đây. Thì ta sẽ quay mặt đi xong rồi ta sẽ hỏi mày từng cái một nhá. Hỏi cờ, hỏi nhưng mà mày có phân biệt được cờ không? Có, chắc là sẽ được. Nào. Mày mở đi, tao quay, tao quay. Ôi hồi tê. Mở chưa? Chưa. Có cửa không? Chưa thấy gì. Có lửa không? Không có lửa à? Có. Rồi, cờ. Từ đọc cờ đi. Cờ gì vậy? Màu gì? Màu cờ giống màu cờ của Pháp ấy. Nhưng mà nó không biết có phải Pháp không. Ý có màu xanh lá cây không? Vị trí đá là gì? CB. Ui, CB à? Có giò không? Mọi người ghi khác có cười không? Em ghi khác có cười không? Có. Đây là cờ Pháp mà. Trời ơi. Ai. Xin đây. Trời ơi. Đấy. Quay mặt đi. Cà vớt này. Trông nhìn cho Thiên trong game có đẹp trai không ta? Có vào ngoài đời à? Đến ngoài đời đây. Nào. Mày đập đen vậy trời ơi. Anh cũng có lên đâu. Đây rồi. Sang kèo tiếp nào. Mở đi. Mở đây. Ronaldo. Tiền Anh à? Lúc Sterling. Được đấy nhá. Trông cũng
cũng giống ấy chứ. Thử há mồm nữa nào. Mày thử cười cái kiểu này tao nhìn cái. Thử đi. Thử đi. Thử đi. À. Thử à. Linh mở là linh mông cong à? Được. 96 thế nào? Chơi đi Linh. Đừng sợ Linh. Không sợ. Không sợ, phun lửa. Bò à, cam à, ôi giời, rui costa. Ôi trời ơi. Chưa chắc đã giòn đâu. Mày ngồi xa đấy. Góc này là góc chết. Mày con gái nó lằng nhằng ấy nhờ. Thế chứng tỏ mình là người đàn ông không góc chết này. Cái này để đâm mở cho mà xem nhé. Nãy mình ở mở cái này ra Neymar đúng không? Nhìn người già mở này. Đấy. Nhìn tao mở này. Nãy mở là 113 đúng không? Ôi giời. Tỉnh nào. Bất ngờ chưa? Đây là quê, là quê chúng mình. Quê quê. Hát cái gì vậy? Chạy vô sao hát à? Quên chứ. Ai đại đấy? Mày nghe ở đâu vậy? Lần đầu tao nghe luôn á. Chạy yếu. Là quê chúng mình. Nó có nhịp điệu vãi chưởng luôn ấy. Thề. Nào, chơi đi. Chơi đi. Pháp. Ai à? Úi dồi ôi. À, chiến thần Dembele à? Rồi rồi, để tao mở nhá. Mày hưng tin tao hơn. Ta lại quay đi để mày đọc nhé. Ta thích trò này hơn. Mày cũng phân biệt cờ Nhật Bản đấy. Cờ Nhật thì ai để biết. Anh đùa anh mà. Rồi. Nào. Chơi à. Biết thứ tự đọc chưa? Có phút được không? Có. Có à, cờ Argentina. Uầy. Argentina vị trí gì? Ờ đúng à? Di Maria. Không. Ờ. Maradona. Mày mở đen đấy. Cái gì đấy? Ông già. Ủa? Đây. Bây giờ tao cho mày đập 1 giây cộng 8 thử thách cộng 8 cho mày xem mày có lên được. À hình như chưa lên được cộng 8 nhỉ? Chỉ lên được cộng 9. Chỉ lên được cộng 9 thôi. Ờ. Chẳng nhẽ từ đây con không lên được. Đúng không? Tuy nhiên ta cho mày khoảng tầm gần 10 cơ hội để nhận lại không lên. Phá rớt đi. Đây là hàng mồi thôi, nhưng cứ đập đi, biết đâu lên được. Hàng mồi à? Chưa đến hàng chính. Chưa rồi là lên mẹ tàn. Cho cái linh mồi 18 quá chuẩn luôn. Rồi. Vẫn là mồi. Đấy, đến cả mồi đâu. Đấy, cho này là mồi là hợp lý, không thể lên được cộng 8. Quá chuẩn luôn. Chuẩn nha. Anh có thấy chuẩn không? Quá chuẩn luôn. Essien, Renato và Henry. Còn Tomori như Thành như thế nào em? Anh nghĩ là mồi được rồi đấy. Bây giờ đến dây này là cũng ok la nha. Rồi. Ai à, cái này hơi bị hai đấy. Khó nha. Đấy, có mấy tay ngon luôn á. Toàn kéo xịn luôn. Quay đi, quay đi. Quay đi. Ôi. Cái gì? Đừng che. Xuống ghê lắm, xuống tận 2. Xuống tận 2 kìa. Hơi dài nhá. Sao chứ. Tay này đập lên là nếu mà phát này vẫn xịt có khi. Nếu mà tay này tay nữa xịt có khi làm thêm mấy con 8 nữa. Trời. 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 Quay đi, đừng nhìn. Ồ, Venom à, Venom được rồi này. Renato, Renato anh nghĩ là mua phôi này.
Tin tay hả? Sợ gì? Rồi. Renato. Ui, về 4 à. Nào. Chơi đi. Được nhá. Lên. Nice. Mình. Rồi. Chơi. Rồi, quay đi. Ở sao ta? Rồi. Del Piero, Ciro, Deco. Sancho có xài không nhỉ? Chúng ta Sancho giữ lại bán cũng được này. Thôi cứ cảm thấy khi nào lên được thì ấn thôi. Buồn ngủ lắm rồi đấy à? Không buồn ngủ nhưng mà thấy nó khó thế. Rồi, quay đi. Đen luôn.